đồng chắc không được đâu. Rồi mời các bạn quay lại livestream Thịnh Ken. Nãy có bạn nào rủ mình quýnh ba băng mà chắc không tới rồi. Nay có kèo đậu nhậu với Di Bún rồi. Thánh Cù Lê Di Bún. Rồi Di Bún chào fan pizza Di Bún. Các bạn ngồi đâu vậy? Hello mấy cưng. Di Bún là cũng thuộc dạng là đi vào lòng người luôn các bạn. Rồi chào các bạn, coi cái góc quay này ok chưa? Mẫn là đổi với bộ qua băng kia mà. Em lấy cái bì của anh á. Vì Bún là dạng cũng anh em sinh đôi với Cường Vlog các bạn. Thánh Cù Lê Di Bún. Quảng cáo qua hồi Cù Lê nhất cư chết luôn á. Ủa cái live stream của Di Bún đâu ta? Đó lên hình. Để đây có ai chửi mình biết. Âm thanh ok các bạn ha. Rồi dứt. Rồi người thôi chấp rồi, chấp đề ba đi. Thôi thi đàng hoàng chứ. Trời ơi biết thi nào đâu, đời nào mà lấy cái cơ đó. Gì? Đúng rồi. Thua non là thua đủ luôn á. Má quýnh gì bún mà cầm cái hộp đó thấy ê ê người rồi đó. Dạ. Má quýnh gì bún phải xách súng ra chứ trời ơi. Giỡn hoài. Tính ra mà Di Bún với quýnh ba băng với Cường Vlog là có ăn thua luôn nha. Có, Cường Vlog gãy cổ liền chứ có ăn thua gì. Ủa, cây cây rồi ta. Cây Lajani đâu rồi Mẫn? Không. Rồi, chắc bao kia rồi. Soạn kiếm chơi với Di Bún chứ. Trời ơi, đánh với Di Bún có cần phải làm vậy không các bạn? Cầm cơ ba băng đánh chứ nội. Cầm các cơ bạn lấy clip đánh đi, hồi công đầu cơ mai sửa gì đâu. Rồi người lon chứ hả? Rồi người lon đi, lạnh đi, vừa miệng cái đi. 40-30 ha. Lâu lâu mình dụ Thịnh Ken uống bia, quýnh pizza Tí Quyền bữa. Mình làm nhẹ trước mắt hai lon trước đi, thấy vừa miệng kêu nữa. Thấy gì bún là thấy vui rồi. Rồi thấy đề ba thấy có thi đấu là có đẳng cấp rồi đó. Thi đấu gì là đề ba giờ có tương lai khoảng thảo về cái rồi ok tròn do luôn ha, tròn do nhậu hai chai luôn nha. Một bún rảnh giao lưu với fan pizza nha bún. Lòn không? Trời ơi vừa miệng.
Nè đứng đây nhìn camera luôn nè, cần chi. Rồi ơi, thấy rồi. Rồi Thịnh quýnh 40 với 4 với 4 quýnh 30 các bạn, chấp 10. Mình đánh đòn quyết quyết chiến mà bạn Thịnh bạn bạn ấy bạn chấp mình 10 điểm chứ mới ghê. Cụ nãy gọi nó không tới luôn các bạn ơi. Nhắn tin nó không thấy nó trả lời luôn. Tức quá. Người chơi bị 4 rồi nó nhậu nhẹt rồi cho vui. Hay dữ vậy trời. Rồi vô cái đâu tôi lon nào. Lon nào cũng được, mới rồi, coi vô. Mà. Vô. Rồi, mời các bạn nha. À, mời anh em nha. Buổi chiều buổi chiều. Ra nhìn camera mời anh em. Mời các bạn. Lâu lâu mình lần đầu tiên mình livestream á camera nó mình hơi bị rung. Hay là mình bị gì đã bị dính kèo rồi. Dính chữ rồi. Anh đừng có la lớn chứ anh mời. Kèo này em lâu lắm em mới gài vô được mà anh mời la dính chưởng rồi là hết kèo em luôn á. Thiếu chạy rồi. Một. À, sao quấn quấn cảm giác không mà. Một. Một. Ghê thiệt. Biết nãy dựng dựng kèo hai băng. Nói chung mình quýnh dở, mình chạy bi rất là tốt. Chạy bi hả? Đánh giá cao, trời ơi bi đây. Này đá lấy phải không? Xuống xíu đã nữa. Đá lấy chứ bây giờ tôi nói ông là quốc tế, người ta thi đấu, người ta đá lấy rồi. Mình ở Việt Nam, mình quýnh dở hơn người ta, mà đá bỏ nữa. Đá lấy thì quá vừa miệng rồi đá. Trời ơi, thôi kèo này chắc rồi. Chắc gặm rồi các bạn ơi. Này không phải gặp cao thủ, gặp cù bắp. Lâu lâu cù bắp vô chơi. Hay. Dễ đá quá ta. Trời mưa mấy cây cơ nó bị ống hết chân lôi lùi. Thằng quýnh không đẹp bằng này. Trời ơi. Quýnh vàng người ta chửi chết luôn thiệt. Vui mà, cái da vui mà ai chửi với bún đâu. Chửi với bún là đói luôn sao? Chỉ là bi khó thôi. Không bao giờ mà quýnh được cái bi mà sườn đâu. Hay. Thiếu hơi. Trời ơi thiếu hơi rồi tơi, ăn cơm rồi mà Thịnh quýnh cái bi chả yếu gì Thịnh. Rồi, một điểm đầu tiên. Đừng có đá. Được, vì bún có tùng. Rồi, vô một cái nha. Trời ơi, vậy chưa? Đủ quá, cái đường này là nghệ tỷ mẹ. Không phê mày á. Lộn dậu rồi. Chạy bi. Thầy có dạy chúng ăn hụt chạy một. Ủa lon Thịnh đâu? À, ê, lon Thịnh à. À, lon ông bệnh mà. Làm giật mình không nổi. Hay. Tưởng dễ ngậm hả? Thấy kèo thơm hả? Thơm thiệt. Lao bàn cho Di bún quýnh rồi. Trời ơi mỏng dữ vậy má. Quýnh cái gì quýnh hồi nãy biết nãy dựng kèo hai băng mẹ rồi. Không ai kêu tôi chấp hai băng ba băng cho dễ quýnh. Chết luôn. Không, Di bún quýnh là Thịnh Ken phải lao bàn cho Di bún quýnh luôn các bạn thấy chưa. Đó, nói gì nữa. Bi nào vậy anh Di? Quýnh lộn trái thì qua tua chẳng không có nhát. Chơi vui kỳ rồi.
hay rồi, đá nữa rồi nè, nhìn cái đá, đá bỏ đi rồi luôn nè, trời ơi bớt đi, ăn lai chim ăn rùa là bỏ nha, đâu có tầm này liêm sỉ gì nữa, chúng là được rồi anh mời ơi. Đó bún ba băng ta để mắt kiến đứng nhìn rồi, cu lê đại 30 còn 40 bằng 100 ngàn bây giờ, 50 cộng 20 trên cục lơ chúng 70 ngàn tiền giờ, trên cục lơ chúng, trên cục lơ chúng hả, trời cái gì vậy, quấy về mà quấy gì quấy cái đường gì mà giang hồ người ta coi tao không hiểu gì đường thôi. Đường mình đâu biết nút số, mình chỉ đánh cảm giác thôi. Trúng rồi. Nhẹ rồi. Trúng rồi. Rồi. Một điểm. Dở dưới rồi ta. Nãy giờ giang hồ người ta gọi là nhường đủ 3 chiêu rồi đó nha. Giờ là lụm nè, dưới 4. Chắc một á. Chắc. Trời ơi. Làm gì bún trước khi mình sàn lên. Giờ có bạn nào bắt mình không? Bắt mình là ăn chắc luôn á. Ừ, bắt mình là ăn chắc luôn. Chắc chắn được ăn luôn. Hai. Hai. Bỏ đi người ba hay dữ má, nãy mình nhường đủ 3 chiêu rồi, bây giờ mình phải sức chiêu nha chú Bốn ơi, chầu này tới 2 triệu luôn. Chắc chờ anh Minh sàn ra gỡ lại quá. 15. Ừ tí họ coi lại người ta chửi quá trời chửi luôn. Hay kèo vừa miệng quá mà ăn không được, kèo này quá vừa miệng rồi. Năm gỡ điểm chấp thì quýnh ý đồ, anh nói gỡ điểm chấp thì quýnh, gỡ điểm chấp tính tiền luôn đi chứ quýnh gì nữa. Rảnh làm gì chắc lơ chơi. Nhẹ quá. Trời ơi Thịnh ơi quá rồi. Lo tính cho cà dê năm. Rồi làm nhẹ cái năm các bạn. Vui nha các bạn. Bia là có những cái kèo đấu gì là vui rồi. Có đâu, mình đánh võ tí quyền không mà. Biết khi nào mới trúng. Vì bốn là trưởng môn phái tí quyền. Quá gì bụng ơi. Tâm Ngô hả? Tâm gì? Bạn nào? Tâm Ngô đang coi livestream hả? Tâm Ngô qua đây chấp cho Tâm Ngô cái đề ba Tâm Ngô. Trời ơi coi ảnh kìa. Đồ hay ta. Hai. Trời ơi 7-3. Bình thường. Quýnh đi cưng. Quýnh đi cưng hả? Vừa miệng gậy. Vừa miệng con gậy này là vừa miệng rồi. Tuột. Tuột cái gì? Tuột mà mẹ rồi, bây giờ mình mẹ làm bàn mà mẹ không biết cái bàn cái này nó tuột. Yếu hình. Ừ cái em ba em ạ. Thịnh ơi qua làm kèo với Di Bún nè em. Di Bún đang lên live stream nha anh Minh. Một. Trời ơi mạnh mẽ vậy. Trời ơi. Qua đây là các bạn qua Bia Thịnh Ken là các bạn khỏi sợ đói tại đã có Di Bún. Di Bún bán bún chứ quán Thịnh Ken mà. Mới một băng. Một là bốn. Chấp 10 mà quýnh dày sao ăn em nổi anh Minh.
yếu hay lắm á, mình gì cũng hay lắm. Đúng không ý? Ê, chụp đứng về Huy nha ông nội. Rồi. Kéo như vậy mà sao hụt được hết mình. Hay dữ rồi. Quýnh giống anh Minh Sàng quá. Rồi hai băng á. Rồi. Hai băng liếm. Mình quýnh với mấy gậy này mà độ nhậu là mình thấy là vừa miệng các bạn. Mình yếu hình quá. Ba. Vỗ 3-4 không là trời. Bốn. 2. Trời nó khác. Mà vô độ rồi nó phải khác đó bên mình. Từ từ. Chịu khó mình canh xíu các bạn ơi. Em dụ đang dụ Thịnh Ken uống bia mà. Không. Thịnh đời nào uống bia giờ này. Lon. Ai tên Lon? Trời ơi. Năm. Trời ơi. Chạy bi không, vậy không? Là chết luôn rồi. 24 các bạn. Thịnh quên rồi. Lo nói chuyện cái quên rồi. Đá riết luôn. Kèo đá lấy này thơm quá mà sao quýnh không được, nó tức. Rồi. Nút số huyền thoại. Từ cơ nãy Thịnh đi 4 các bạn. Đi 4 rồi. Hết lon rồi đó. Hết lon hả? Làm lon nữa đi. Uống đi, uống thoải mái. Hồi mình lo. Hồi mình lo hả? À, uống thoải mái. Trời ơi, trúng cu lê luôn. Rồi, ơi. Rồi, tỷ số là 11 và 4 nha các bạn. Rồi, vừa miếng. Chét cục lơ cái coi, đảo này. Một pha nhào lộn trên trên mặt bàn. Trời chắc hụt quá. Nó thánh cù lê các bạn, cù lê ghê lắm, cù lê nhồi ghê lắm. Một pha nhào lộn trên mặt bàn. Chét nó để phê sao anh Di? Để 14 mắt phê trên đầu. Dứt. Rồi sai rồi. Chưa, thiếu chạy rồi. Thiếu chạy. 1 là 5. Mười mấy rồi? Mới 11 à. 11 mà hả? Chưa có gì. Kẹo gì bún gì. Đó, mượn một lơ kia ơi, một lơ kia. Lơ này bị ướt rồi. Mình đánh chơi vui ha nha, để mình ngó coi có các bạn nào chửi mình không. Hay. Thiếu dần. Mình mà live stream Di bún quýnh với Cường Vlog tôi nói các bạn nghe, các bạn cười banh xác mía luôn. Chào tay. Rồi chào bạn thích ca hát, chào hơn 1000 anh em đang xem livestream nha, vui nha các bạn. Tụi mình không phải là pizza ba băng chuyên nghiệp mà chơi ăn nhậu là chính. Bớt nói đi. Bớt nói đi. Bớt nói. Trời ơi. Ghệ này là thấy vừa miệng rồi. Ồ, bi này đá chết Thịnh ơi, bi đá mà gì ơi. Đời nào mà bạn Thịnh uống uống bia giờ này. Bi này đá rồi. Đang vẫn yêu màu tím. Chà, bi này khó dữ ta. Thịnh uống chậm quá, mình chơi thêm lon nữa coi có cái gì khác lạ không. Để ta gỡ điểm chấp rồi người ta uống thêm.
Cho ma đi. Hai. Dứt rồi má. Hai. Quýnh dữ vậy. Bi đó xào bị chưởng rồi. Đúng là cái tay mình tay quýnh đậu. Cứ nghe đậu nhậu rồi quýnh khác liền. Quýnh mà không dính tới nhậu quýnh không được. Kỳ á. Ba. Điểm đi. Vừa miệng không? Rồi bắt đầu quýnh á. Nè đá mà chạy hả Di Bút? Bốn. Dạ. Mình cứ làm 3-4 đều đều vậy là anh Di anh rất là vui. Mau tới giờ nhậu. Năm. Quýnh bị già kìa. Quýnh xong quýnh trước nha. Anh Di Tấu Hài chắc hơn Cường Vlog. Không có đâu bạn. Năm. Mình cũng là người bình thường thôi. Anh chỉ là một thằng bắn bún mà thôi. Nhìn camera người ta nói kìa. 6. Mới đi coi 6 các bạn ơi. Ta đi coi 6 mà giờ camera cho người ta nhớ mặt. Chắc nhớ mặt á. Gãy này vui lắm rồi. Gãy này vui lắm bạn. Quán mình là được cái nhân vật bí hiểm không ạ? Hay. Trời ơi dằn dữ vậy Thịnh. Thôi đi à. Rồi Thịnh vừa đi cơ 6. Tỷ số là 17:05. Nãy giờ đùa vui thôi. Chắc cái này trúng. Trời ơi gì mà kéo dữ vậy. Kéo dữ vậy. Quên bỏ phê á. Gặt mà quên bỏ phê. Rồi 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 vừa miệng vừa miệng. Một pha chạy bi đi vào lòng người. Đùa chạy bi luôn. Bi này chạy bi hả Di? Sợ để giật giật ốc phê lại luôn á nha. Nói trước à. Bi này mà đối với anh Di là chạy bi rồi các bạn. Không chịu để phê. Thấy không? Sợ giật. Không chịu để phê. Trời ơi. Rồi chúc các bạn buổi chiều vui vẻ nha. Chiều Chủ Nhật. Xong tối live stream ca hát chơi. Trời ơi chắc hụt quá. Hụt thiệt. Hiếu hiếu lấy bằng cục lơ đầy nữa. Hiếu lơ đầy cho anh Di rồi. Thôi lơ sụm sụm thôi. Anh gà mà mày. Lơ nào anh chét cũng được em. Chăm sóc cho anh Di bún của mày với mày. Có lơ là anh vui rồi. Sao hụt được anh Di? Đúng không? Tụt rồi. Trời ơi tụt thiệt. Cái này mà kêu vợ vô nữa là quýnh là ok, khỏi quýnh luôn. Đừng có đá. Anh Di bún bán bún thịt nướng với cơm tấm ngay quán pizza của Thần Ken nha các bạn. Đúng rồi, lấy mời, lấy mời, chúng mời. Thấy nhúc nhích nó mà bị gì đang đánh võ tí quyền. Quán cơm tấm với bún thịt nướng ngay quán pizza Thịnh Ken luôn. Đó là các bạn cái gì qua đây là khỏi lo. Mồi màng là có Di Bún lo hết. Đá mới trúng. Cái gì vậy mẹ? Sáu. Trời ơi 6-17. Không có kệ kệ cũng tạm được. Tạm được, tạm được. Thịnh Ken mà đánh ba băng rồi thôi. Chết Di Bún liền. Quýnh với ba băng với Thịnh Ken mà đừng có sợ. Đúng anh Minh. Ốc phê nhiều vô. Bung. Ba chục. Bung. Lụm. Chù. Chù hả ghệ. Ghệ này chù kìa anh Minh ơi. Thấy hay hay rồi đó. Đỏ. Hai. Ra nữa. Ừ. Ba. Chơi không đếm trước nha. Trời ơi quýnh. Anh quýnh với em á là em nói anh Di nghe là khỏi có đợi 40 giây vậy đặt cơ vô quýnh. Ba băng của em là ba băng dế mà hơi đâu đi canh. À như kéo về là canh làm mẹ gì. Đó tôi biết là kéo về thôi rồi nó trúng rồi. Liếm. Hai băng. Ba điểm. Rồi. Rồi 20. Nhìn lẹ dữ vậy.
đi máy bay hay cái gì á, tao quýnh ba băng tốc độ ánh sáng mà. Rồi chào em. Năm băng về. Nếu không đá. Hay 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 hay. Đi hết vào lòng rồi. Ăn bún chưa vậy? Chưa. Sao? Đang đánh võ tí quyền mà ăn uống gì giờ này? Này em không bán cơm đâu nha, nói trước á, rung tay ráng chịu á. Thở ra. Một pha cu lê nhào lộn trên không. Cu lê nhào lộn trên không. Rồi, sai. Chưa bỏ. Cây cơ đó kỳ mua nhiêu vô? Cái này của ông anh mua, ông thấy đánh gà quá ông tặng. Kiểu ông tặng cây khác đi chứ. Cây này hơi cong cong bị gì. Thôi kệ, có cơ riêng với người ta mình cũng vui rồi. Live stream lần này phải mua cây cơ nữa. Cô thanh nhân ADC comment cái gì vậy cô? Em muốn ăn một cú lốc đi vào lòng người đó hả? Trời ơi, bún với cường bị lốc là thôi khỏi nói luôn. Dứt hai cây hài của làm bia. Xàm á chứ hài gì. Này bữa nào đánh giải mà kêu mình với lại cường vlog tới là ok. Hai. Trời, hai băng. Lon này hả? Lon này là lon chắc là lon thứ 6 rồi. Trời ơi, hay quá. Trời chị ơi, một pha may mua con rùa dán vô cây cơ luôn. Hôm qua em mua con rùa dán cây cơ rồi. Bạn nam chết với em liền. Rồi, cú nút số đi vào lòng người. 47.3. 47.3. Các bạn coi gì, 4 tính nút số nè. Rồi, sai rồi. 47.3 là làm sao? Nghe nó nói hoài thuộc. 1 là 7. 7 20 má ơi. 47.3. Tuột. Trời ơi, tuột thiệt. Rồi, tỷ số là 20 và 7 điểm nha các bạn. Dễ bị khó quá. Chào 1.300 anh em đang xem livestream của Thịnh Ken nha. Chào mọi người. Vui nha các bạn. Vì bún là với cường vlog gọi là hai cây hài của làng pizza mà. Quảng cáo quá, ghét đói luôn. Rồi quýnh gì nào? Quýnh gì nào? Quýnh gì nào? Làm gì bố Lào? Quýnh gì Lào? Anh Minh. Minh. Gậy này Gabi này mà gậy này nó quýnh gì Lào? Làm gì bố nào? Đừng có đá nha. Quýnh sao đừng cho đá nó. Nè, quýnh một cú ba xòe đi vào lòng người nè, thấy chưa? Bùm. Trời ơi, bàn tới bàn xịn mà bút. Bàn nhà làm. Rồi. Kèo này vừa miệng quá các bạn ơi. Vừa. À, một cú A băng đảo nè. Hay á. A băng sao chứ bị dính vô băng dài luôn vậy. Cái này đúng ra quên dặn là hụt trái là trừ một điểm. Trừ cho nhớ. Không, anh livestream ít khi nào anh quýnh tẹt cơ lắm. Trời đồ má, chúng rùa hoài mẹ. Chúng đâu. Cơ này may dán rùa thiệt luôn á. May ra chỗ tiệm dán xe, kêu xe mua rùa bự thiệt bự. Anh chờ đi, anh vợt đi anh Minh. Tí hồi tới anh giờ á. Tưởng hùng hả Duy Bốn? Quýnh gì ạ? Quýnh sừng mỏng vàng. Sừng mỏng vàng hụt trái phải không? Biết mà.
58.1. Bộ nút số 58.1. Chết tôi luôn. Sao hột? Sao hột? Các bạn đừng giỡn. Đừng giỡn các bạn. Chạy vô. Các bạn ta đâu có bê đâu nội. Ghệ này quýnh rùa quá. Rồi, tặng cho Di Bún một cú nút số. Coi gì bị chửi chết luôn á. Chín hai. Rồi, tặng Di cú nút số nè. Trúng trái đỏ trúng nha anh Di. Móc lại luôn nè. Hay á. Hay rồi. Bộ này chưa được học. Một cú lăn tăn trên bàn. Thiếu phê à. Rồi. Thiếu phê. Bây có kèo Di Bún là thấy vừa miệng rồi. Hay dữ rồi ta. Di Bún chạy bi hay quá. Di Bún bung rồi. Bung cái gì mà bung? Sao chúng nó bây giờ tao quýnh mỏng sấy à, bung cái gì? Một. Rồi làm gì bố nào? Phải hốt hồn. Nè. Gà này quýnh êm quýnh không có được. Tặng cho một trái bi gọi là đi vào lòng đất luôn à. Minh, Minh biết cú này chưa? À, cú đánh đảo quyền. Một cú quýnh đảo quyền thoại nè. Trời dư luôn. Khó quá. Thở ra giấy xét bằng sao quýnh. Thôi. Rồi 22. Thịnh còn 18 điểm. Mình bán 4 luôn phải bán. Rồi xong rồi. Sụi. Sụi. Tập live stream đi mà. Mốt anh em ta tới ủng hộ bún nhiều. Mốt ta bán 4 tập live stream luôn. Thôi đi mẹ. Tiền giờ á hả. Ta nói hết ra cho bố. Yếu hình. Một. Mình mềm như cọng bún đừng có đá. Đá nhẹ nhẹ thôi. Đừng có đựng đá mà đá nhẹ nhẹ. Chết mẹ. Đựng đá mà đá nhẹ nhẹ thôi. Mẹ xíu ăn rùi trời ơi. Vừa miệng thiệt anh Minh ơi. Rồi. Một cú cú lê giống Di Bún coi. Đó. Không nổi đâu. Gì mà không nổi. Xuống dậu luôn á. Gì mà xuống dậu Di Bún. Chù hoài vậy. Trời ơi sao xui dữ vậy. Rồi. Nút lưỡi. Phải lộn nút số. Rồi này máy tính đàng hoàng cho anh em ta coi. Máy Di Bún. Đánh xuống 0 qua xuống 0 chạy xuống 95. Không chạy xuống 95 là 150.000 tiền giờ. Nè nè. Cho tưởng hụt. Nó nổ ăn cái này xong luôn. Rồi. Một pha giao đối hàng. Nhào lộn với giao hàng gì. Sao tới má. Gì mà không tới. Bàn ta vậy kia không tới. Không tới. Trời ơi yếu quá. Vậy bốn ơi. Đây đưa lơ đi. Để cầm lơ đâu rồi. À. 227. Rồi, riêng với bún là tặng cho trái bi này nữa nè. Chắc mày đem bún ra phơi nắng cho nó khô cứng cứng lại. Thấy bún nó mềm quá, nhão quá, không ai sợ mình hết. Gọi anh Minh cái anh Minh tới liền ghê cha. A băng cúp đỏ nè. A băng cúp đỏ nha anh Minh. Thấy anh gì, thấy chưa? Tặng cho anh đúng không? Hay, hay. Bạn thấy trái bi thế nào à? Thả tim nha các bạn. Hay quá. Đó cái đó nó gọi là nút số đó. Rồi trái này quýnh gì? Trái này mình mắc xê thôi. Đó gì đâu mà Di Bún lăng tăng. Lo. Ừ. Trời ơi. Thiếu hơi. Thôi quảng cáo nãy giờ Thịnh quảng cáo á. Mình cu lê trái này đi. Đi vào lòng các bạn coi. Đi vào lòng các bạn. Trời ơi, đó, các bạn coi, Di Bún cu lê đi xui. Vào lòng các bạn xui. Này là chim xui rồi.
Thôi mình tặng cho anh Di thêm vài cú nữa rồi. Như quay phim mình bị khớp khớp thì sao á ta. Thiệt luôn á. Quýnh không sợ anh Thịnh chửi mà sợ người ta chửi không á. Mắt công người ta coi á mệt mắt. Đó, cú cu lê đi vào lòng người. Lòn rồi mẹ ơi. Rồi, xin chào 1500 anh em đang xem livestream nha. Đó, bây giờ ba băng là phải quýnh những cái trái đi vào lòng người vậy đúng không các bạn? 1600 mới quýnh, 1500 anh em chưa quýnh đâu. 1600 mới quýnh. Đúng rồi, đủ mất kìa như ấy. Anh không phải là người dễ dãi. Chọc Thịnh là Thịnh quýnh không được. Mới nào bắt đầu chọc nè. Bắt đầu sổ chiêu chọc ra nè. Mình làm lon Minh. Lấy bà Minh bằng lon uống tí làm với anh Di Bún mày coi. Một. Trời ơi lon hoài vậy trời. Giật tới cảnh giới rồi chứ. Thôi kèo này vừa miệng, bữa sau chấp thêm 5 nữa nha. Được. Chơi hết á. Chơi vui là chính mà đúng không? Anh em mình vui là chính, dính là chui hết. Sai. Sai gì? Sai rồi. Trời ơi sai thiệt. Thôi Thịnh 24 nha các bạn. Cúp cô ba cũng cúp. Ông quýnh đừng nói yếu. Di Bún mà thiệt quýnh với Cường Vlog là thôi, xé vé bán luôn đó chứ. Mẹ ơi con live stream mà con không dám né luôn á ba. Né sợ người ta chửi. Đánh yếu mà mặt né. Chủ yếu né là chính. Quay đầu lại. Quay đầu là bờ. Hết dậu bố phê nha các bạn. Hôm nay mình rảnh mình chỉ vậy thôi chứ mai mình không có rảnh đâu. Chắc hụt quá. Trời ơi. Gậy này. Gậy này chắc em đưa lên đường sớm của anh Minh đây. Đưa lên đường để cho anh Minh quýnh nè. Trời quýnh vậy đồ đưa mẹ vậy? Mẹ ơi đi mẹ đâu, đi đâu à? Bung bồ rồi. Đi đâu vậy Di trời ơi. Hết quýnh luôn. Cúp cái đó là cúp không có phê là lắm à. Không phê thì sợ vô công bi. Mình đánh cảm giác thôi. Bây giờ quýnh cảm giác nó mới vui. Quýnh mà cứ tính. Tính làm gì? Mấy gà tính, mấy gà đó. Biết nhiều lúc mà tính cũng hay á. Anh Minh cũng biết nút số á. Mấy gà tính hay vô tính tiền đúng không? Định nói mà sợ thôi, sợ các bạn chửi. Nên thôi. Đang lấy chim dìm. Kìm lại cưng, kìm lại. Gì vậy mẹ? Hai. Bớt điểm trước. Trời ơi, tao quýnh vô trái bi tao phải biết trúng hụt chứ nên gì. Ba là 27, 7 hả? Ngon. Ngon rồi, kèo này còn biết ngon. Biết qua quýnh mà y như quýnh với lại bạn nam là ok. Chúng rồi, né gì. Ba băng con rồi, anh biết em rồi. Dễ gì. Năm. Trời, nó vô kèo nhậu quýnh 4 năm dễ ta. Làm cái nó vừa miệng ha. Anh Minh. Vô kèo nhậu rồi quýnh 4 năm không. 6. Chạm bi là biết có 6 điểm rồi đúng anh Minh. Té dậu rồi mẹ ơi nè. Trời ơi. Thôi đi.
Nó thiệt chứ giờ kiếm điểm lộn mắt luôn. Ừ. Quýnh đi. Sau này là sự nghiệp bán bún của ông lên luôn á. Mới ông đổi thành cái gọi là quán quán bún là ông phải ghi là bún gì? Bún pizza. Là bún ăn với bì á. Chứ không ăn thịt nữa. Chết tôi, má mắc cười. Má mẹ, vô, vô hỏi ăn bún gì anh? Bún liếp hay là bún, bún ba băng? Thiệt luôn á. Chào 1600 anh em nha. Chào anh. Ủa 1600 rồi hả? Chào Quýnh nè. 1600 rồi, Quýnh em nội. Rồi Quýnh đi anh gì chứ đợi có công rồi, em gần đủ rồi anh gì. Trời ơi. Thiệt muốn Quýnh lắm mà có trúng đâu. Tại camera này nè. Thôi. Lên livestream mà các bạn và Thịnh và lúc nào cũng phải ăn một đàng hoàng chứ. Chứ Thịnh chủ kênh mà. Thiệt luôn á, lần đầu tiên à. Trời ơi, bị chợt cái tay. Đủ hơi rồi trúng luôn đó. Đủ hơi trúng xiền rồi. Chợt cái tay. Vì bún mà Quýnh với Cường Vlog rồi Thịnh nói các bạn coi là thôi. Cười chảy nước mắt luôn. Hay chảy đó có nút số anh gì? Không, đó A Băng đẩy vô ai Quýnh cũng được. Sơ sinh Quýnh còn được nữa mà. Vô 90 là trúng. Ừ. Vô 90. Một là 8. Trời má ơi, ghét dữ vậy mẹ. Ghét có nhiều đâu. Ghét có xí. Rồi. Sao đánh với Thịnh Ken mà giờ anh Minh không rồi chết. Né đá. Chết rồi. Đánh Minh gì dễ không? Minh thơm. Rồi, sườn. Rồi. Sườn bị trả. Nếu không đá. Đục. Hay 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 hay. Chứ mình đánh trái đó hụt giang hồ coi mình ra cái gì nữa. Hay. Hụt đi. Hay chỗ lên tiếng gì bún lên tiếng các bạn. Bắt đầu Quýnh nè. Bắt đầu Quýnh với bún ba ga tay nè. Đó, hay hay hay, có điểm 3. 3. Đi có 10 được gói bà số anh phải không? Trời ơi, đi có 10 tặng cho nửa thùng. À. Ghi anh Di đi có 10 tặng thêm nửa thùng. Chơi. Cú lê, cú lê. Cú này méo xíu sao hơi má. Mẹ. 3 là 11, 29 hả? Cũng được. Cũng được, vừa miệng. Kèo này là quá vừa miệng rồi đúng không? Mà bị livestream á, mình Quýnh á, không có... Mình phải tập livestream đi. Được tự tin hơn. Người ta comment, người ta... Bán bún livestream gì mẹ, ta biết nghề hết. À... Chúng hả? Rồi. Một. Thôi. Cái này mình kéo hết dậu rồi á, mình qua bên đây ăn cà rê được không các có bạn? Có lý hỏi các bạn thôi, quay lại hỏi các bạn thôi. Ủa vậy Quýnh được không các bạn? Má hỏi như hù người ta vậy. Các bạn nói được. 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 Đá liền. Bì nó ngon quá mà bị đá. Quá vừa miệng. Một.
lú cái mặt ra là được. Cái bi này khó à nha. Mình chỉ quen đánh clip à, mà Thịnh rủ đánh mình đánh ba băng nên thôi mình chơi luôn. Một cú ba xe quyền thoại các bạn. 1, 2. Di sở trường là clip các bạn. Clip Di quýnh cả ngày. Cả ngày mới đủ 100 điểm. Ba băng quýnh mạnh là để được mấy đường này nữa không? 3. Vừa đánh vừa thả luôn á, mà sao vẫn trúng không? Muốn hụt cũng khó chứ. Kèo thơm quá mà hụt cũng khó luôn. 4. Gì quýnh với da có bia nhậu là vui rồi. Cuộc sống này bàn nhà làm. 4. Rồi sao quýnh với anh Di đi, 3-4 vậy ta? Làm gì bố nào? Chơi bi này là cho anh Di rồi là Di bảo đảm chưa thấy trái bi luôn. Trời, thiếu kéo. Bốc qua luôn đi. Cú đó bữa sư phụ quýnh. Rồi 34 điểm nha các bạn. Một pha bú tự nhiên. Còn 34, còn 19. Trời ơi, một pha bất chí của Di Bún. Chạy bi á mẹ ơi, quýnh gì bi đó là quýnh gì trúng, quýnh dở quá mà. Bi này chạy bi hả? Chạy thiệt ta. Rồi thôi, tặng anh Di trái này là anh Di. Chơi chơi bi da chơi gì cũng tặng anh Di. Vô băng ngắn, thấy chưa? Đẹp không? Hay. Tặng anh Di trái bi đó. Có đá không? Rồi đá cũng trúng nữa. Tới số. Rồi nút số anh Di ơi. Xuống xíu. Rồi Thịnh 35 còn 5. Không biết quýnh nút số đâu ông ơi. Đánh cảm giác không. Đánh vậy sụi ăn rồi. Cần chi nút số. Cần chi nút số. Ờ, 4 buổi chiều nó bị hơi bị nhão xíu. Thông cảm nha các bạn. Chứ 4 buổi sáng ăn thì rất là cứng. Má. Xuống xíu nữa. À, cái mic của Thịnh đang xài là Micro Saramonic nha các bạn. Micro Bluetooth. Các bạn mua ở Bình Minh Digital chỗ Điện Biên Phủ á. Bộ này 6 triệu. Liếm cái cho nhớ. Liếm lúc một trước cái là cho nhớ. Thịnh có hai bộ mic lận, một bộ của hãng Rode, cái đó chỉ nói một mình Thịnh thôi. Giờ Thịnh sắm thêm bộ này là anh em chơi với Thịnh cũng nói chuyện được luôn. Cho Cường Vlog rồi anh Di rồi. Ăn hai đường mà mẹ. Bớt cầm cơ đi. Chúng cho bàn cũng quá. Trời ơi ghê vậy. Ghệ này bắt đầu dở rồi là tí quyền ra kìa anh Minh ơi. Lòn cái nữa. Ừ, về. Quên quýnh mạnh, quýnh mạnh trúng luôn hả? Tặng cho cái bàn luôn quá. 2, 13. Còn mấy? Còn 5, còn 1. Một đống. Một đống. Tính đi giờ cho Thịnh Ken Hiếu ơi. Bạn nào làm livestream cái micro này xài ok. Rồi. Mai chắc nghỉ bán bún quá, để anh em tới dọn nguyên tô bún luôn. Lòn. Một. Bi đó xà bị trưởng rồi. Rồi, làm cái năm cho anh Di, anh quýnh với anh Minh. Rồi, một cú nút số. Đi vào lòng đất. Cho hôm qua em quýnh. Em đánh với Nam anh mình.
thắng luôn. 25 thở ra quyên con chí bự chà bá luôn. Một. Hết hụt. Trời ơi. Không mà Nam nó đánh hay biểu diễn á anh Minh. Nam nó đánh, nó đánh cái lực. Đánh lực, lực có lực nhưng mà lực quýnh lộn nhưng mà lực ba bi da. Sơn mỏng là gì? Dạ, yeah. Sơn mỏng trái bi lợi hại không? Quá lợi hại. Một. Mốt đừng rủ nha cha. Mốt không quýnh đâu. Chơi ăn con kèo chạy mẹ. Quýnh nhậu, tao quýnh vậy đúng rồi. Sao chấp thêm 5, sao quýnh 30-45. Trời, 10 cúp ghê thế. Ngộ hả anh Minh, đánh liếp chấp em 1000. Mà đánh 33 thì chấp em có 10 à. Nó lạ vậy á. Giờ 33 thì chấp em 1000, bán nhà em cũng chơi luôn á. Đánh 200.000 hai chơi. Bán nhà chơi luôn á. Gì 4.000 2. Còn 2 nha các bạn. Còn 2 còn 1. Dính cú xào ma công của dì 4. Một đống. Giới thiệu chi cho người ta chửi. Rồi. Đói. Tự nhiên. Rồi vừa miệng. Một. Bung rồi mẹ ơi. Dì bung mẹ. Bung rồi. Rồi. Bung bung sắc bún. Tặng cho anh Di với Bi này nữa nè. Còn một phải không? Thôi quýnh ba băng con đủ đi trên Di quýnh nhìn mình. Quýnh vậy đi cho anh Di. Rồi thôi. Đẹp rồi. Gì trúng không? Mà bắt tay mẹ. Ta quýnh. Rồi. Con Vũ Di bún. Cảm ơn các bạn nha. Các bạn rảnh thì các bạn cứ coi nha. Khi nào các bạn buồn các bạn kiếm mình. Mình sẽ quýnh một pha rất là tự nhiên. Có chầu nhậu rồi, vui quá. Nãy mấy bạn gì ngủ gọi ngủ thịnh có đâu qua đâu các bạn. Vô. Qua bên này đánh. Xin chào em Châu Hồng Lam, xin chào Quỳnh Trân. Nhớ nói xin. Tại xin chào các tại bạn mình đánh với bạn này không có quen á các bạn, mình đánh dễ nỉ quen rồi. Quýnh bạn đó không? Quýnh nhìn mình bạn đó không? Đánh dễ nỉ quen rồi. Rách bàn có thể là để cây cơ lại cũng được. Chào Ân Vlog, xin chào. Vui là chính nha các bạn. Thịnh với Di chơi nhậu vui à. Thôi nãy kèo nãy nó hẹn mình nó hôm qua thôi. Kèo này gỡ lại nè. Đâu cần thiết đâu. Đâu kèo đó là anh Minh á, anh trả đó. Anh đánh em vàng ha. Anh muốn trái nào, anh muốn sao anh cũng được. Anh Di đưa em, đưa em cái mic anh Di. Thôi, tắt cái nút phía sau. Ủa tưởng tặng luôn chứ. Kèo nãy không tới thôi các bạn ơi. Các bạn thấy cái mic này nghe rõ không? Cây cơ của mình đó các bạn à, cây này là cây cây cơ này Thịnh cầm là cây Lajani. Cây này là của người bạn mình, người bạn mình ở Colorado, ở Mỹ các bạn, tặng cho Thịnh Ken ngày sinh nhật. Cây này giá của nó là 26 triệu. Cây này là 900 gần ngàn euro các bạn, chưa thuế. Nhưng cây quýnh bén lắm. Thịnh dùng cái cây đó Thịnh quýnh một băng bàn lớn. Rồi ba băng rồi vân vân. Chơi được hết á, quýnh liếp gì cũng được á. Thiếu cái bill đó nhiều họ tích tiền cho anh luôn mà em. Clip hồi nãy thằng em nó không có tiện lên livestream các bạn. Nó nhờ xóa giùm, nó đeo khẩu trang quýnh.
Rồi thì trình độ nó xa quá, đâm ra quýnh cũng nãy quýnh cái kèo mà chấp băng clip á. Thì nói chung là nó cũng hơi khó đánh cho thằng em đó. Thôi kệ, vui các bạn ha. Đi xe lên ha em. Vui các bạn ha, hồi tối về livestream tâm sự nữa ha. Thì Thịnh làm những cái clip mà livestream chia sẻ những cái chặng đường Thịnh làm YouTube á, là để cho các bạn mà chơi bida sau này mà muốn mà làm YouTube giống Thịnh á, là mình sẽ biết cách làm thế nào. Thì rồi mình khi mình làm thành công thì nó sẽ được cái gì, thì Thịnh là cái minh chứng điển hình để cho các bạn sau này có ý định làm YouTube về bida để các bạn thấy được thôi. Anh có nhậu nhẹt với anh Khiêm không em? Bốn năm mấy rồi không có gặp, bốn năm mấy, năm năm rồi á, hình như cũng không gặp Khiêm lâu lắm rồi. Mỗi người một công việc em ơi, anh thì lo cho cái quán xá của anh, công việc của anh, gia đình, cũng không có gặp. Đánh bún bì nha các bạn. Lâu quá không đánh bún bì à. Mấy lon đồ mình thì chắc uống chắc cũng cỡ mười mấy. Chút nữa em. Ok, cảm ơn em Huy Lê Hoài. Câu hỏi của Hoàng Thảo thì bạn thấy trình độ của Khiêm Lê ra sao, thì Thịnh xin từ chối trả lời những cái câu hỏi này. Tại vì thực chất á, Thịnh không muốn xảy ra những cái mà gọi là cái tranh cãi không đáng có. Tại vì các bạn coi thì các bạn tự đánh giá luôn đi. Ha, các bạn tự đánh giá rồi các bạn so sánh ai hay ai dở, với Thịnh cũng không quan trọng. Rồi mình chơi bida vì niềm vui của mình các bạn đó. Mỗi ngày quýnh ăn nhậu như vậy á, vui rồi, khách khứa quán xá đông đúc như vậy. Rồi đủ sống được rồi. Rồi livestream cho các bạn coi, mỗi lần livestream mà cả ngàn mấy anh em coi, với Thịnh như là vui. Thịnh cũng không có chơi bida để mà phải thắng thua với ai, hơn ai gì á. Tại vì khi Thịnh trả lời những câu hỏi đó thì sẽ được lòng người này, sẽ không được lòng cái người kia. Thì đâm ra thôi mình khỏi trả lời luôn đi. Rồi các bạn kêu Thịnh Thịnh nhận xét những người mà có đi thi đấu bida như là anh Hùng Cào, anh Quân, anh Minh Quân, Quân Súng, anh Thành Thẹo, anh Tú Mở. Đó, những cái người mà đang có đi thi đấu thì Thịnh nhận xét được. Còn rất khó các bạn ha. Ok, vậy nha. Anh ở Bình Thọ em. Phường Bình Thọ. Ok, anh cảm ơn em Thành Lực Channel nha. Cảm ơn em nhiều. Yeah. À, cao chào bạn Cute Quách. Quách Cute. Thì lúc này đang dịch bệnh nên là các bạn chịu khó nha, các chúng ta cố gắng vượt qua được cái giai đoạn này. Thì giữ gìn sức khỏe các bạn, tự ý thức thôi. Như lúc này Thịnh, bản thân Thịnh là mỗi tháng, lúc trước mỗi tháng Thịnh dạy 15-20 người, mà hiện tại là Thịnh phải bỏ cái việc dạy bida luôn. Tại vì mình ngại cho cái sức khỏe của mình với sức khỏe người học thôi. Còn ở đây chơi là những cái người vòng vòng ở đây, khách Thịnh khách mối mà, quen biết hết rồi. Đó thì nó cũng không có sao, chứ còn Thịnh hiện tại là cũng phải dừng cái việc dạy lại rồi. Ồ, Giang Hồ tới. Ok, em Nam Trần ghé chơi với anh thôi được rồi. Anh có định mở kênh cho để cho anh em donate. Kênh donate thì mở sao các bạn, mình không rành cái đó nha. Có gì ai chỉ mình đi. Ok.
cái vụ mà donate mình không biết. Ủa Nam Rambo tới khu khiêu chiến nữa kìa. Giác hàng qua nữa kìa. Ở Vũng Tàu hả? À thôi bà xã nhắn tin rồi. Ok bà xã về. Ba nha, bà xã đói bụng rồi, về mua đồ ăn cho bà xã. Hơi tối live stream hát hò các bạn nghe chơi ha. Ok. Rồi Thịnh chào mọi người nha. Chúc mọi người một buổi tối chủ nhật cuối tuần vui vẻ. Và hãy bấm like video giúp Thịnh nha. Và ngày mai livestream tiếp. Rồi Thịnh sẽ đăng những clip like những cái clip hướng dẫn pizza tiếp theo cho mọi người. Mai Cường nó về rồi các bạn. Cường đi công việc ngày mai về rồi. Ok. Bye. Chúc sức khỏe. Giang Hồ tới rồi. Đây. Nam Rambo chỉ có nấu quýnh trái bi rồi cũng bay khỏi bàn thôi các bạn ơi. Ghê lắm.